Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì sau khi chúng ta tiếp nhận những thông tin tốt về việc ngân hàng nhà nước hạ lãi suất, thì phiên đầu tuần thị trường đang có trạng thái bùng nổ tăng mạnh về giá và khối lượng. Cụ thể VN-Index tăng 14,64 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.079,28 điểm. Giá trị giao dịch ở mức cao 14.174,05 tỷ và đang có yếu tố lan tỏa về mặt dòng tiền. Thì hôm nay cũng rất nhiều nhà đầu tư hỏi em rằng ấy, thì chúng ta đã xuất hiện bùng nổ theo đà chưa? Thì em giá ở đây nó chưa phải là phiên bùng nổ theo đà. Tại vì điều kiện để đạt phiên bùng nổ theo đà nó sẽ có hai điều kiện. Thứ nhất là về khối lượng là phải gấp 1,5 đến 2 lần khối lượng trung bình 10 phiên và biên độ giá tăng tối thiểu là phải 1,5%. Nhưng hôm nay chị thấy là biên độ giá chỉ tăng 1,38% thì nó chưa đạt điều kiện về phiên bùng nổ đà và nó chỉ tính là phiên bùng nổ bình thường. Và khi chúng ta này tăng liên tiếp 10 phiên bùng nổ gặp lại kháng cự thêm giá ở đây, khả năng thì chúng ta nó sẽ có những trạng thái tích lũy và sideways trước khi có một nhịp tăng mới. Giống như đoạn này anh chị thấy này, thị trường chúng ta này từ vùng đáy nó phục hồi nó đi lên nhưng nó bùng nổ lên, anh chị thấy ở đây nó gặp lại vùng gì ạ? Nó gặp lại kháng cự thì nhất nó phải cần tích lũy và sideways để hấp thụ lại lượng cung. Nhà đầu tư đang có lãi bán ra này, nhà đầu tư đang bị kẹp hàng bán ra này, và khi hấp thụ được lượng cung đó thì mới tiếp tục được đà tăng. Hai đoạn này anh chị thấy rõ ràng nó cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ như ở đây anh chị thấy này, đây là vùng gì ạ? Đây gọi là vùng cản trước của nó, và khi nó bùng nổ lên này anh chị thấy này cũng có một chuỗi tăng liên tục bao nhiêu phiên ạ? Đây một phiên này, hai phiên, ba, bốn, năm và phiên thứ sáu, và khi nó bùng nổ lên nó gặp ngay gì ạ? Nó gặp lại ngay cái vùng kháng cự, xong nó phải cần tích lũy và sideways trước khi có nhịp tăng mới. Còn nếu mà kịch bản xấu hơn ấy thì khi mà nó bùng nổ lên đúng không ạ, mà nó gặp lại kháng cự trước thì khả năng cũng sẽ có nhịp quay lại back test lại những vùng gọi là đáy trước trước khi nó bắt đầu nhịp tăng mới. Hay đoạn này chị thấy đây, khi ấy mà nó bắt đầu ấy, nó bùng nổ lên từ vùng đáy này, từ những cái vùng gọi là cái vùng vùng đáy nó phục hồi lên, nó bùng nổ lên, nó gặp lại những vùng cản trước thì nó sẽ cần những trạng thái tích lũy hoặc là quay lại retest những cái vùng gọi là hỗ trợ trước của nó mới bắt đầu bật tăng đó. Nên đối với những cái trạng thái mà khi ấy, mà cổ phiếu ấy, hay là một cái thị trường ấy, nó bùng nổ lên, anh chị thấy này, phiên này cũng phiên bùng nổ lên nó gặp lại cản này, thì ít nhất nó phải cần có những trạng thái cân bằng sideways trước khi có nhịp tăng mới. Nên đoạn này nhà đầu tư mình lưu ý về những kịch bản thì chúng ta nó sẽ tiếp tục tích lũy và sideways trở lại. Và ở đây thì chúng ta nó cũng đang có những sự dịch chuyển dòng tiền liên tục, và quan trọng thì chúng ta nó đã bứt phá khỏi những cái trend giảm này rồi, thì chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn. Thì chúng ta mua là mua cổ phiếu, không phải mua vào index. Và dòng tiền hiện tại nó đang dịch chuyển liên tục từ dòng kênh trên xuống dòng kênh dưới và kéo liên tục như vậy. Em ví dụ cụ thể giống như những giai đoạn phía trước, anh chị thấy này, dòng đầu tư công như là những mã cổ phiếu FCN đúng không ạ, hay là những mã cổ phiếu như là con HV đi tăng khá là mạnh đúng không ạ. Đây anh chị thấy này, giai đoạn này là cái giai đoạn đầu tư công nó tăng mạnh nhất đúng không ạ. Sau khi mà dòng đầu tư công nó tăng mạnh xong, bắt đầu nó có những trạng thái nó tích lũy và sideways trở lại. Sau cái đoạn này anh chị thấy này, tích lũy và sideways thì nó đến dòng gì ạ? Nó đến những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng như là anh chị thấy này, con VPBank đúng không ạ. Đây giai đoạn này con VPBank nó bắt đầu nó tăng khi mà cái dòng đầu tư công tích lũy trở lại. Và anh chị thấy khi mà dòng bank nó bắt đầu hiện tại nó đang tích lũy trở lại, như VPBank này tích lũy 5-7 phiên rồi, thì anh chị thấy nó nhường đến dòng gì? Nó nhường đến dòng chứng khoán như FTS anh chị thấy này, giai đoạn gần đây này nó tăng điểm khá là mạnh đúng không ạ. Hay là anh chị thấy những mã phiếu HCM cũng tăng điểm khá là mạnh này, hay là con SSI nó cũng tăng điểm khá là mạnh này. Và những cái dòng chứng khoán này khả năng sẽ tập sức hiện những trạng thái tích lũy trở lại để nhường dòng tiền qua cho những dòng khác. Ví dụ như là dòng bất động sản, anh chị thấy này, dòng bất động sản mới bắt đầu cái đà tăng, anh chị thấy này, hay là con DSG cũng bắt đầu đà tăng, thì nó cũng đang có những sự dịch chuyển dòng tiền liên tục như vậy. Nên đoạn này chiến lược của chúng ta là tham gia là trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta phân hóa và cân bằng trở lại, thì chúng ta sẽ chọn những mã cổ phiếu mua tại nền, và khi nó bầu rắc lên gặp kháng cự thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bán ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích qua từng dòng cổ phiếu để cho đầu tư mình sẽ dễ hình dung về cái sự vận hành của những cái dòng đó. Thì đầu tiên ấy, là hôm nay là về dòng bất động sản đi. Bất động sản tăng cũng khá là mạnh, thì cái video vừa rồi ấy, cũng nói về cái kịch bản mà cái dòng bất động sản hôm nay nó sẽ kéo đúng không ạ. Tại vì rất nhiều mã cổ phiếu tích cung như là SEL như thế này, sau khi tích cung thì cũng đã bùng nổ khá là mạnh. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đi qua một vài mã cổ phiếu để xem hiện tại tình hình của nó như thế nào. Thì đầu tiên ấy là SEL, trendline của nó vẫn là trendline tăng này, từ những vùng đáy nó phục hồi đi lên cũng tạo ra một cái phiên nô sập, một phiên tích cung. Thì hôm nay là phiên bùng nổ là việc bình thường, nhưng hôm nay nó bùng nổ lên gặp kháng cự, thì ở đây chúng ta muốn mua chúng ta phải chờ gì? Thứ nhất là chúng ta phải chờ nó tích lũy trở lại, thứ hai là phải chờ nó back test lại những cái vùng gọi là hỗ trợ trước. Nếu back test thành công thì chúng ta sẽ tham gia, còn nếu mà back test và tích lũy chưa thành công thì chúng ta cứ đứng ngoài. Còn nhà đầu tư nào mà mình mua được ở những vùng đáy dưới đây này, hoặc là mua vùng đáy dưới đây, thì chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt lại khi nó gặp lại cản này. Nên nhìn chung đối với những mã cổ phiếu SEL này thì nó đã qua điểm mua thì chúng ta cứ quan sát thêm. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như SM đi. SM thì nó dòng thủy sản, một xíu chúng ta sẽ phân tích. Ví dụ như là con DIG, DDG, sau những trạng thái tích cung này thì phim nay cũng đã bùng nổ lên, nhưng nó bùng nổ lên nó gặp lại cản trước. Thì ở đây nó cũng đã qua điểm mua, những điểm mua tốt của nó là điểm mua tích cung như thế này này đúng không ạ?
Còn ở đây nó bùng nổ lên, nó gặp lại cản thì nhìn chung khả năng nó sẽ tiếp tục tích lũy và sẽ quay trở lại. Thì ở đây nếu nhà tư mua vào thì nó sẽ không mang lại biên độ lợi nhuận về T cộng 3 cho nhà tư mình. Thì nhà tư mình có cái nắm giữ thêm. Còn cái điểm mua mới cũng chưa có đối với DG này. Tiếp tục là DG, nó cũng tương tự như DG, nó bùng nổ lên nó gặp lại ngay cản trước này. Thì nhìn chung ở đây nó cũng chưa phải điểm mua. Có thì cứ nắm giữ thêm và quan sát thêm vài phiên xem nó tích lũy là như nào. Nếu tích lũy và nó có những trạng thái đẩy nền lên thì chúng ta sẽ gia tăng, còn nếu mà tích lũy mà nó quay lại retest gap trước này này hoặc là nó có yếu tố nó gãy xu thế thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chặn lại, đúng không ạ? Nên đối với những mã phiếu như DG này cũng chưa điểm mua. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như là con HDG này, sau khi mà tích cung thì bây giờ cũng đã bật tăng lên, nó lắp hết gap trước cũng đã có những trạng thái nó gặp lại cản thì chưa tăng mạnh mẽ được, thì đối với những cái vùng này thì nó cũng sẽ cần tích lũy lại thêm. Thì ở đây chị thấy này, ví dụ như ở đây đi, từ vùng đáy nó phục hồi đi lên ở đây này, đây là cái vùng cản trước của nó này, đúng không ạ? Đó, từ vùng đáy phục hồi đi lên có một phiên bùng nổ này, chị thấy cũng tích lũy này, cũng bùng nổ đi lên này, nhưng mà nó gặp lại gì, nó gặp lại cản này thì nó phải cần thời gian tích lũy và sẽ quay. Nếu tích lũy và sẽ quay thành công thì mới bắt đầu có một nhịp tăng mới. Nên đối với con mã cổ phiếu là HDG, chúng ta cứ chờ đợi tích lũy thêm ít nhất khoảng là 3 phiên, chúng ta sẽ chờ đợi cái điểm tích cung để chúng ta tham gia. Còn những mã cổ phiếu như Nam Long thì nó tăng hơi bị sốc trong những phiên gần đây, đúng không ạ? Tăng 2 phiên trần liên tục thì bây giờ cũng đã chính thức nó gặp lại những vùng gọi là cản trước, là những vùng gặp trước rồi này, thì khả năng sẽ cần tích lũy thêm, chứ cái việc mà nó tăng tiếp thì đánh giá nó sẽ không cao khi mà nó gặp lại cản. Tại vì vùng cản là những vùng gì ạ? Vùng cản là những vùng có nguồn cung bán ra cho đầu tư đang kẹp hàng trên đây này, bán ra này, nhà đầu tư dưới đây này có lãi bán ra này, nên hai nguồn cung này bán ra thì phải cần tích lũy trở lại trước khi có một nhịp tăng mới. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con gì ạ? Như con SCR đi. SCR thì ở đây nó cũng tạo ra nền tảng, cũng tăng giá khá là tốt. Nhìn chung mấy cái vùng này là cái vùng cản của nó yếu này, thì những cái phiên phía sau nó cân bằng tích lũy trở lại tạo ra nền số 3 thì sẽ là điểm mua mới. Tại vì thường thường những cái mã cổ phiếu nó sẽ đi ba nền và cái nền số 3 sẽ là nền tăng mạnh nhất. Ví dụ ở đây chị thấy này, đây là nền 1 này. Đây là nền 1 này, đó. Đây là nền 2 này. Rồi đây là nền 3, đúng không ạ? Sau khi nó tạo ba nền thì cái nền số 3 mới bước vào cái giai đoạn gọi là chạy nước rút. Hay những cái nền nhỏ của nó đi, ví dụ như giai đoạn phía trước cái nền nhỏ của nó thì ở đâu? Ở đâu? Ở đây này, nó cũng là những cái nền nhỏ đó này. Đây cũng là một nền này. Đó, đây là nền số 2 này. Rồi đây là nền số 3 này, sau khi tạo ra nền số 3 dòng tiền vào thì mới bước vào giai đoạn chạy nước rút. Đó, thì nhìn chung ấy, những cái nền số 3 của nó giai đoạn phía sau mới là những điểm tham gia tiềm năng, nên cứ chờ đợi nó tích lũy trở lại tạo nền số 3 thì mới là điểm mua mới đối với SCR. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng thủy sản đây. Dòng thủy sản thì hôm nay có vẻ nó đẹp hơn, đúng không ạ? Và mới ở bắt đầu từ những vùng nền nó tạo ra điểm pivot, giống như những mã cổ phiếu như ANV đi. ANV chung đây chị thấy này, cái trend của nó thì nó vẫn chưa bứt phá trend, nhưng thực chất ở đây chị thấy nó đang cân bằng khá tốt và đang tạo ra mô hình gì ạ? Mô hình vai đầu vai. Thì ở đây chị thấy mô hình này vai này, đầu này, và đây là cái vai, đúng không ạ? Đây cũng là cái điểm pivot này, thì nhà đầu tư là mình chấp nhận rủi ro. Thì ở đây cái điểm pivot này là điểm để mình tham gia của giá 31.3, và kỳ vọng mã phiếu này sẽ có một cái điểm break lên để có thể là tiến về vùng cản trước là vùng giá 34. Thì anh chị thấy những cái mã cổ phiếu như là con HD Bank ấy, nó cũng đang có mô hình gọi là vai đầu vai. Ví dụ ở đây anh chị thấy này, đây mô hình gì ạ? Đây là vai này, đầu này, đây là vai này, đây là cái điểm pivot đầu tiên này, những phiên sau nó vẫn tiếp tục tăng để có thể là quay lại những vùng đỉnh trước của nó. Thì đối với ANV nhìn chung ở đây vẫn là những vùng ta có thể kỳ vọng được để có thể tiến về vùng giá đó khoảng là 34, nên đầu tư nào đứng ngắn thì mã phiếu này vẫn có thể tham gia được này. ATM cũng có sự đồng thuận này, anh chị thấy này, ở đây cũng đã bứt phá khỏi những cái trend la giảm này, đây cũng là cái điểm pivot nó hướng lên, đúng không ạ? Và khi cũng có dòng tiền vào thì kỳ vọng nó cũng sẽ quay về lắp gáp quanh vùng giá đó khoảng là 8.5, hoặc là xa hơn nó sẽ tiến về vùng giá đó khoảng là giá chín. Thì đối với những mã phiếu này chấp nhận rủi ro thì nhà đầu tư vẫn có thể là vào để mình tham gia đến T cộng được, đúng không ạ? Tại vì những mã phiếu này nó vẫn còn điểm mua, tại vì nó đang gần nền. Tại vì sao chúng ta nên mua gần nền? Ví dụ như anh chị thấy đi, một mã cổ phiếu anh chị mua gần nền đi, thì ở đây anh chị thấy này, hàng về thì anh chị đầu tư rất dễ dàng đưa ra những quyết định là chốt lãi hay cắt lỗ, đúng không ạ? Hay nhà đầu tư mình mua ở những cái điểm nền đây đây, khi mà một cổ phiếu điều chỉnh đi, đúng không ạ? Thì khi nó chỉnh chỉnh về đâu? Nó chỉnh về nền, đúng không ạ? Và anh chị thấy rõ ràng rằng khi nó chỉnh về nền thì sao ạ? Thì anh chị thấy rõ ràng rằng các anh chị không phải bị tâm lý, đúng không ạ? Các anh chị sẽ không phải bị cắt lỗ. Và anh chị thấy chỉnh về nền và nó có phá thủng được khỏi những cái vùng stop đó anh chị đâu? Và khi nó không phá thủng thì anh chị thấy cân bằng sẽ quay nó vẫn tiếp tục tăng. Còn khi anh chị đầu tư mua đổi, ví dụ anh chị mua đổi đây đi, thì anh chị thấy rõ ràng rằng này, anh chị thấy những cái khi mà hàng về thì sao nó đạt thủng những vùng stop loss của anh chị, đúng không ạ? Hoặc có thể là tạo ra những cái trạng thái hoảng loạn cho đầu tư cắt lỗ, và vừa bán ra thì bắt đầu nó bật tăng. Hay đoạn này anh chị thấy đây, các chị lỡ mua trên đây đi thì sao ạ? Thì nó cũng sẽ rất là khó, tại vì nó đã xa nền, đúng không ạ? Còn những mã cổ phiếu nó gần nền thì đây vẫn là những cái điểm chốt an toàn để chúng ta có thể tham gia được đó. Nên chị lưu ý được đối với mã phiếu này, và đặt stop loss qua vùng giá đó khoảng là 8 này, từ vùng 8 là cái vùng hỗ trợ cứng của nó. CMX cũng đang có sự đồng thuận này, nhưng mà những mã phiếu này thì biên độ là dao động lỏng lẻo thì chưa điểm mua.
Hay là VHC, VHC thì cũng từ vùng đáy phục hồi đi lên, nó cũng đang có những trạng thái gọi là nó break khỏi cái kênh giảm này này. Và ở đây nó cũng có gap 58 trở lại này, thì kỳ vọng nó sẽ quay về quanh vùng giá 58. IDI cũng khá đẹp này đúng không ạ? Khi mà IDI tạo ra mô hình vai đầu vai hôm nay cũng là điểm pivot này, kỳ vọng ngày mai cũng sẽ là cái điểm bùng nổ để hướng lên. Nên đối với những mã phiếu này, đây cũng là cái điểm mua tiềm năng quanh 11.6 và đặt stop loss quanh vùng giá đó khoảng 11 đúng không ạ? Và kỳ vọng về vùng giá 12. Nên chị thấy rõ ràng rằng ở đây cái tỷ lệ rủi ro nó thấp nhưng mà tỷ lệ lợi nhuận cao thì vẫn có thể tham gia được. Thì chung dòng thủy sản ấy, là phiên ngày mai hiện tại nó cũng đang có điểm mua cho nên là mình có thể là tích những cái dòng này và đang ở những cái điểm nền. Còn những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán thì sao? Chứng khoán thì thực chất nó đã tăng rồi thì nó gặp lại cản thì đây cũng không có điểm mua phù hợp thì chúng ta chốt lại nhiều hơn. Ví dụ như con VCI đi. VCI thì như thế này, bây giờ nó tăng lên nó gặp lại cản. Đúng không ạ? Ví dụ ở đây này, từ vùng đáy nó phục hồi đi lên, nó tăng lên nó gặp lại cản thì đây là vùng cản mạnh của nó này. Đây đúng không ạ? Đây là đỉnh trước là kháng cự sau và khi nó gặp lại cản thì như thế này, nó tăng lên là bị bán ngược lại, cứ tăng lên bị bán ngược lại tại vì áp lực cung ở trên đây này, nhiều nhà tư kẹp hàng này họ muốn bán ra này. Rồi đây này nhiều nhà tư đang có lãi muốn bán ra này và hàng cung thì bán ra, muốn tăng nữa thì sao nó phải cần tích lũy với lại. Còn bây giờ nó gặp lại cản thì như thế này, vol to nhưng mà giá không tăng thì khả năng nó sẽ cần tích lũy sẽ quay hoặc sẽ có những nhịp quay lại retest đỉnh. Tại vì thực chất những đỉnh tạo ra nó sẽ có xu hướng nó quay lại retest. Em ví dụ cụ thể, ví dụ ở đây chị thấy đỉnh này nó tạo ra thì sao, nó sẽ xu hướng nó quay lại retest này trước khi nó bật tăng này. Hay đỉnh này tạo ra này, như thế này nó vẫn quay lại retest đỉnh này trước khi nó bật tăng. Đúng mà, những cái đỉnh nó tạo ra luôn luôn có những xu hướng nó quay lại retest. Ví dụ ở đây đi, giai đoạn phía trước đi. Anh chị thấy đây là đỉnh này, nó quay lại retest đỉnh này, đúng không ạ? Ở đây là đỉnh này nó cũng sẽ có những nhịp quay lại retest đỉnh này đúng không ạ? Đây nhịp quay lại retest đỉnh nó mới bật tăng này. Anh chị thấy đây cũng là đỉnh này, nó vượt đỉnh xong nó sẽ quay lại retest đỉnh khi nó gặp lại kháng cự đúng không ạ? Thì nhìn chung ở đây, đối với con VCI có thì chúng ta cứ chốt lại và khả năng sẽ quay về retest đỉnh qua vùng giá bao nhiêu ạ? Vùng giá 30.5 khá là cao. Đó nên cứ chờ đợi thêm nó quay về test đỉnh cân bằng ta mới có điểm mua mới, nên dòng chứng khoán hiện tại thì phù hợp việc chốt lãi chứ không phải là những cái điểm để ta mua. Còn VND thì thực chất nó tăng lên gặp lại cản và mã phiếu này nó cũng tương đối yếu hơn so với dòng, thì nhìn chung nó sẽ cần tích lũy và sẽ quay thêm trước khi có nhịp tăng mới, thì quan sát đợi tích lũy nhất khoảng là 3 năm phiên chúng ta mới tham gia được. SSI chị thấy này nó cũng đã đánh vực đỉnh rồi đúng không ạ? Đánh vực đỉnh mà nó gặp lại những cái vùng cản trước thì đây là vùng cản trước của nó này đó, thì khi nó gặp lại cản trước thì nó cũng sẽ cần tích lũy và sẽ quay. Hôm nay chị thấy này vol tăng chứ có tăng đâu, thì chứng tỏ lực cung nó đang bắt đầu áp đảo lực cầu đó. Nên nói nhưng mà phiếu này thì chúng ta cứ canh chốt lại dần, ở đây có mở gấp gọi là gấp up thì khả năng sẽ quay lại lắp gấp up, nên đối với mặt phiếu này chúng ta có thì chúng ta canh chốt lại, còn điểm mua mới chỉ có chờ đợi tích lũy thêm. Tiếp tục là con HCM, HCM nó cũng tăng nhưng nó break lên nó gặp lại cản thì ở đây cũng không phải điểm mua, phù hợp thì chúng ta chốt lại nhiều hơn so với chúng ta mua mới khi mà nó gặp lại cản này. Thì đối với HCM cũng chưa có điểm mua mới này. ETF cũng gặp lại cản rồi đúng không ạ? Đây là cản mạnh của nó này. Đó, nên chị thấy tăng lên thì bây giờ chị thấy này, nó đâu có tăng được ở đâu, vẫn xuất hiện một cái thanh ba gọi là cái thanh ba lưỡng lự gọi là no đi mình ba. Đó, và khi xuất hiện no đi mình ba sao nó sẽ cần tích lũy và sẽ quay trước khi có nhịp tăng mới, hoặc là nó phải cần xuất hiện những cái trạng thái gọi là quay lại retest những cái vùng gọi là đỉnh trước, cũng có thể quay lại retest đỉnh này đúng không ạ? Nên đối với những cái trạng thái thì những mã cổ phiếu tăng mạnh và cái đà tăng động lực của nó cao như thế này thì nhìn chung đánh giá sẽ tích lũy, chứ cái nhịp quay lại retest đỉnh này đánh giá nó sẽ khó để xảy ra tại vì cái vol nó tăng liên tục theo cái đà tăng của nó. Thì đối với những mã phiếu này cần trạng thái tích lũy với lại, còn bây giờ gặp lại cản thì phù hợp với việc chốt lãi nhiều hơn chứ không phải là việc chúng ta mua đuổi. Ví dụ anh chị thấy đây một cái mã cổ phiếu đi, khi nó tăng, ví dụ ở đây là cái cản của nó này đó, khi nó tăng liên tục và nó tăng như thế này thì anh chị thấy lên đây phù hợp việc chúng ta làm gì, chốt lãi chứ đâu phải là chúng ta mua mới đâu. Mà nếu mà bắt đầu nó tăng, ví dụ ở đây nó tăng đây, nó gặp lại vùng gì, gặp lại cái vùng gọi là gặp lại cái vùng cản này, đây cũng là gọi là vùng cản nó này, thì nó cũng phải cần gì, nó cũng phải cần tích lũy và sẽ quay trước khi có nhịp tăng mới đúng không ạ? Và nếu như tôi muốn mua sao phải chờ đợi tích lũy lại như này xuất hiện tích cung tăng mới được đúng mà, chứ mà nó đang tăng như này nhà tư mua thì nó sẽ dễ dàng dính những nhịp chỉnh đó. Nên đối với những nhà đầu tư là muốn mua thì cứ chờ đợi tích lũy lại mua sẽ hay hơn so với chúng ta mua đuổi. Tiếp tục với là những cái mã cổ phiếu của dòng dòng phân bón đây. Phân bón thì hôm nay cũng thấy cũng bắt đầu có những tín hiệu khá là đẹp, giống như con DBM đi. Đây mà hôm nay anh chị thấy cũng có tín hiệu đẩy nền này, từ vùng đáy cũng phục hồi đi lên cũng bắt đầu có dòng tiền vào này, thì hầu như là những mã cổ phiếu ấy nó đang có những trạng thái luân chuyển liên tục từ những cái mã cổ phiếu kênh trên nó sang những mã cổ phiếu kênh dưới để đẩy lên liên tục đúng không ạ? Còn những mã cổ phiếu nào mà tăng gặp cản thì sẽ bắt đầu tích lũy trở lại đó, cái đó cái sự vận hành dòng tiền ở giai đoạn hiện tại. Thì con DM này nhìn chung ấy ở đây cũng có nền tảng khá vững chắc này, hôm nay cũng là điểm pivot hướng lên, nhưng khi mà nó tăng lên nó gặp lại cản này thì nhìn chung cũng sẽ cần tích lũy đâu khoảng là một vài phiên hoặc là điều chỉnh nhẹ nhẹ qua vùng giá khoảng 34. Thì khi nó điều chỉnh nhẹ nhẹ lại thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta giải ngân tại vì vùng này nó vẫn gần nền, và ở đây nó cũng có một cái gap gọi là gap down nó mở ra nó chưa lấp lại này, nên kỳ vọng đối với dòng phân bón giống như con DBM nó sẽ tiến về vùng giá 37
thì nhà đầu tư là muốn đánh ngắn thì chờ đợi những nhịp quay lại retest vùng giá 33 34 gì đó, đánh ngắn thì lên vùng giá đó khoảng là 37 thì nó cũng sẽ có những biên độ lợi nhuận đâu khoảng là 8-9% đó, nên nhà đầu tư có thể canh đánh ngắn được đối với mã cổ phiếu như là DBM. Những cái gap mà nó mở ra nó luôn luôn có xu hướng lắp lại, ví dụ ở đây anh chị thấy đây, đây là cái gap diện lắp down này, anh chị thấy nó rơi thì cũng phải quay về lắp thôi đúng không ạ, hay chúng ta kiếm những gap down này đây, anh chị thấy nó rơi này nó vẫn có xu hướng nó quay về lắp đúng không ạ, nên những cái gap này là những gap mục tiêu của nó này, nên dòng phân bón như DBM vẫn có thể lưu ý được này. Đó, tiếp tục là mã phiếu DGC nó cũng mở gap này nhưng mà nó chưa lắp lại này, hôm nay cũng có những điểm tích cung này, thì điểm này là những điểm nhà đầu tư nào muốn tham gia thì vẫn có thể tham gia được, để có thể đến từ cộng và kỳ vọng mục tiêu của nó sẽ dùng giá đâu khoảng là 55. Và anh chị thấy cái vùng nền của nó cũng khá là gần này, DCM thì lại yếu hơn đúng không ạ, nhìn chung thì DCM thì nó tạo ra một cái thanh ba lưỡng lự thì khả năng sẽ cần tích lũy thêm rồi, thì đối với dòng phân bón chúng ta lưu ý DGC DBM được này. Còn dòng thép thì bây giờ anh chị thấy này nó đang khá là yếu so với những dòng còn lại, thì vì đoạn trước nó cũng đang khá là mạnh và nam kim là anh chị thấy này nó đã xuất hiện ở thứ ba rồi và bắt đầu muốn đi lên, sao nó phải cần tích lũy chứ không phải nó đi lên liền đúng không ạ, nên đối với mã phía mà nó gãy rồi thì trên đây là trở thành vùng kháng cự mạnh này đó, và khi nó lên đây vùng trở về vùng kháng cự mạnh thì em đánh giá thì nó sẽ cần cân bằng ít nhất khoảng từ 3 năm phiên hoặc là sẽ cần cân bằng nhiều hơn mới có thể phá đỉnh, nhưng mà nhìn chung ở đây nó đã có những cái trạng thái xuất hiện ở thứ ba thì đây tín hiệu rủi ro, thì nhà đầu tư nắm với nam kim thì canh hồi để bán và canh hồi để mua. Ví dụ ở đây anh chị thấy đây, ở đây là cũng là một hình này một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh, ở đây cũng là một phiên gọi là update 3 thì nó vẫn có thể trạng thái nó phục hồi cân bằng sơ sơ bên đây, nhưng chị thấy nó cân bằng 3 phiên thì bắt đầu nó gãy điểm khá là mạnh đúng không ạ, thì đối với những mã phiếu này chị thấy cũng đã bắt đầu đóng cửa dưới MA 50 đó, thì những cái mã phiếu này khả năng sẽ tích lũy một vài phiên nó vẫn có thể quay lại retest trên line 16, nhưng khi nó quay lại retest thì chúng ta canh bán nó sẽ hợp lý hơn so với chúng ta canh mua, thì đối với dòng thép thì hiện tại nó đang khá là yếu so với các dòng còn lại, đặc biệt là nam kim đã có tín hiệu thoát ra của dòng tiền. HSG sao HSG cũng tương tự như vậy, chị thấy cũng đã có một phiên bị bán mạnh này, mặc dù nó vẫn tích lũy và sẽ quay trên đây, nhưng mà chị thấy vol tăng giá không tăng là yếu tố rủi ro, nên đối với những mã phiếu này xuất hiện rất nhiều phiên sách ao này, sách ao này, đây cũng là sách ao 3 này, 3 đến 5 phiên sách ao 3 là những cái điểm này chúng ta phải canh nhắc chúng ta hạ ra rồi, không phải điểm mua mới đối với dòng thép. HBG nó cũng tương tự thôi đúng không ạ, mặc dù anh chị thấy nó vẫn có những trạng thái tích cung nhưng mà nó vẫn đóng cửa dưới những cái vùng cản của nó, thì chủ yếu nó quay về để lắp lại gap thôi, vùng giá 21.2 là vùng gap của nó này, khả năng sẽ quay về lắp gap vẫn cân bằng một vài phiên trước khi có nhịp điều chỉnh mới, nên chung đối với dòng thép thì đánh giá ở đây đoạn này nó cũng sẽ không phải là những điểm mua hợp lý, tại vì đang có những cái trạng thái thoát ra dòng tiền của con nam kim đúng không ạ. Còn những dòng ngân hàng thì sao, ngân hàng thì đầu tiên là con ACB, ACB cũng bật tăng khá là mạnh này và chủ yếu nó quay về lắp ráp này và đã lắp ráp thành công, thì đoạn này chúng ta cũng không phải điểm mua mới, tại vì thực chất nó lắp ráp thì nó phải cần tích lũy và sẽ quay, tại vì trên đây là cái vùng cản mạnh của nó này đó, nên đoạn này thì con ACB sẽ cần sẽ quay chứ chưa thể tăng ngay được, nhà đầu tư nào có thì cứ canh lên đây chốt lại bớt cho an toàn, ở đây nó có gap down này nên những cái phiên sắp tới nó cũng sẽ có xu hướng nó quay về lắp gap down trên đây, nên đối với em thì nhìn chung đối với ACB phù hợp việc chốt lãi nhiều hơn này. Tiếp tục là BID, BID thì nhìn chung kênh xuống của nó vẫn là một cái kênh xuống tăng đúng không ạ, ở đây nó quay lại nó giảm điểm quay lại retest này là việc bình thường, nhưng đặc biệt ở đây nó cũng có cái up này, một cái gap down này nó chưa lắp lại này thì nó sẽ có xu hướng nó quay về lắp gap down này đó, nên đối với những cái mục tiêu của con BID thì nhất nó giảm về đâu khoảng là vùng giá 45 đi thì cũng sẽ bật tăng về vùng giá đó khoảng là 47 48 trước khi nó giảm điểm tiếp, nên đối với những mã phiếu này nhà đầu tư mình có cứ nắm giữ, còn muốn mua mới thì đánh giá khi mà chỉnh nhẹ nhẹ vùng giá 45 thì nó sẽ giải ngân gia tăng hoặc là chúng ta có thể diễn ra thăm dò đúng không ạ, nên đối với những cái mã cổ phiếu BID này kỳ vọng nó cũng sẽ có nhịp tăng mới, tại vì mẫu hình của nó cũng là mẫu hình gọi là ba nền tảng giá, thì đây là nền tảng giá một này đúng không ạ, tiền lớn đến lên này, đây là nền tảng giá số 2 này đúng không ạ, tiền lớn đến lên này, và đây bắt đầu tạo ra nền tảng giá số 3 đúng không ạ, mặc dù nó đang có những sự gặp lại kẹt nó cũng sẽ quay liên tục và cái vol của nó cũng tăng trưởng liên tục đó, nhìn chung đánh giá khả năng sẽ tiến về vùng đỉnh khá là cao hoặc là vượt đỉnh khá là cao, giống như đoạn nào giống như cái đoạn này này anh chị thấy cũng là mẫu hình lớn này, vai đầu vai này đúng không ạ, anh chị thấy này nền tảng một này dòng tiền lớn đến lên này, nền tảng hai tiền lớn đến lên này, nền tảng ba này dòng tiền lớn đến lên này, nền tảng bốn này dòng tiền lớn đến lên này, và bắt đầu này sao ạ, ở đây vùng trước sau nó sẽ đánh vượt đỉnh như này đó, thì đánh giá đối với con BD hiện tại thì nó cũng đang có những mẫu hình lớn cũng khá đẹp đúng không ạ, mẫu hình một đá hai đá này nó cũng đang tích lũy và đi tăng lên từ từ, thì kỳ vọng con BD này khả năng sẽ đánh vượt đỉnh khá là cao, nên đối với nhà đầu tư nào mà trên chấp nhận rủi ro thì đoạn này vẫn có thể lấy vị thế thăm dò 30-50% trước, và khi nó vượt vượt khỏi vùng giá đó khoảng 48 ta sẽ bắt đầu gia tăng đối mặt cổ phiếu BID này, thì đối với mã phiếu này có thể kỳ vọng được khi nó tạo ra một hình bành tạo giá khá là đẹp và cũng đang là mã cổ phiếu dẫn dắt của dòng ngân hàng đó. Tiếp tục là mã cổ phiếu như CTG, CTG thì cũng đã bắt đầu vượt khỏi cản chéo này, hôm nay dòng tiền cũng vào khá là mạnh này và thực chất nó cũng quay lại lắp gáp gì ạ, lắp gáp đau đến đây này đúng không ạ, nó chưa lắp thì bây giờ quay lại lắp này
thì khi nó gặp lại cản thì khả năng cũng sẽ tích lũy lại thêm, chứ điểm mua mới chưa có đối với CTG đó. Đi banh thì cũng đã bắt đầu vượt cản, nhưng anh chị thấy này nó gặp lại cản thì sao, nó cũng phải cần sideways quay. Anh chị thấy hôm nay cũng là cái phiên gọi là nó đạt hết lực tăng đó mà, tại vì khi mà nó tăng ấy, mà cái vol tăng như thế này mà nó muốn tăng nữa thì sao, nó phải đánh vượt cản rồi. Nhưng chị thấy hôm nay nó gặp lại cái nguồn cung bán ra lớn thì khả năng nó sẽ cần tích lũy lại thêm, tại vì những cái mã cổ phiếu này chị thấy cũng xuất hiện gọi nó đi mình ba rồi nó cũng chưa tăng được. Anh chị thấy giống đoạn này đây nó tăng này nhưng mà bắt đầu nó bị đuối sức, nên chị thấy là đáng lẽ tăng thì sao nó phải tăng mạnh luôn, mà anh chị thấy tăng bị đuối sức thì sao, nó sẽ cần giai đoạn tích lũy với lại này, đúng mà nó tăng nó bị đuối sức này, nên chị thấy này nó đâu có tăng mạnh đến cuối phiên đâu mà nó bị đặt ngược lại này đó, nó sẽ cần sideways và tích lũy thêm. Thì đoạn này nó giá nó cần yếu tố cân bằng, còn nhà tôi nào có lãi mua dưới đây canh chốt, còn nhà tôi muốn mới thì phải cần tích lũy thêm, đúng không ạ? LVB thì phiên vừa rồi cũng tăng tăng điểm vào đầu phiên nhưng mà cuối phiên nó bị bán ngược trở lại, nhìn chung đây nó cũng chưa có tín hiệu gì để chúng ta tham gia. Quan sát phiên đối với LVB này, MVB thì kênh dưới lại tăng khá là mạnh đúng không ạ? Những mã phiếu này kênh giữa nó chưa tăng thì bắt đầu nó tăng này, nhưng mà cổ phiếu này này là những mã phiếu chị thấy nó quay về lắp hết gáp này đúng không ạ? Đây gấp đao nó mở ra nó lắp lại này, thì những cái việc mà gấp gấp đao là việc bình thường. Còn đây điểm mua mới chưa có, ở đây nó mở gấp up thì nhìn chung khả năng cũng sẽ có những cái trạng thái quay về lắp gấp up này, nên đối với những mã phiếu này thì chúng ta hạn chế mua mới, tại vì đã lắp hết cái gấp đao nó rồi, còn những gấp up thì nó chưa lắp. Nên chị thấy này những gấp đao nó mở ra sẽ có xu hướng lắp lại này, nó rơi về đâu thì kiểu gì nó cũng phải quay về lắp đúng mà, trước khi mà nó giảm trở lại. Hay là chị thấy ở đây gấp up mở ra này kiểu gì nó tăng được vài phiên cũng sẽ quay về lắp thôi, thì những cái gấp này mở ra nó chưa lắp lại này, trong vài phiên nó sẽ lắp lại. Thì đối với dòng ngân hàng những cái mã cổ phiếu mà nó tăng lắp gấp hết rồi, chúng ta cứ đứng ngoài đó. Techcombank thì nói chung firm thôi đúng mà, nó tăng lên nhưng mà gặp lại cản rồi. Ở đây chị thấy nó mở những gấp gì, gấp up này, ở đây cũng gấp up này, thì trong thời gian sắp tới cũng sẽ quay về nó lắp thôi, nên đối với những mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ hạn chế FOMO mua đuổi, có thể canh chốt lại bớt cho an toàn, tại vì gặp lại cản rồi cái biên của nó cũng là biên sideways thôi, chứ em đánh giá thì nó chưa vào trend được. Rồi tiếp tục là con STB, STB cũng mở gap tăng thì trong giờ phiên sắp tới sẽ quay về lắp gap, nên đối với những mã phiếu này thì hiện tại không phải để mua, có thể canh chốt lại bớt này. Tiên Phong Banh cũng tăng gặp cản đúng không ạ, nên trong những mã phiếu này cần tích lũy lại thêm này, chứ chưa có được cái trạng thái cân bằng để có thể tăng tiếp. Vietcombank thì ở đây chị thấy cũng đã tăng lên, nó gặp lại cùng cản này, hôm nay cũng tích cung này, nhìn chung mà cổ phiếu này nó mang trạng thái điều tiết nhiều hơn, nó cứ tích cung như thế này rồi bắt đầu ngày mai nó quay đầu nó chỉnh hoặc tăng lại bình thường, tại vì những mã phiếu này mang trạng thái điều tiết về phái sinh, mang chưa tổ chức. Chứ chị thấy đầu phiên tăng có phiên giảm, đầu phiên tăng có phiên giảm thì chuỗi, nhưng mà phiếu này chị thấy này làm gì mà có giao dịch cung cầu đàng hoàng mà nó tạo ra những cái biên như thế đúng không ạ? Nên nhưng mà phiếu bao cung ta cũng sẽ không tham gia và nó sẽ không phân tích được về cái cung cầu của nó. Còn VBank thì hôm nay cũng khá đẹp này, VBank có thể là cân nhắc được này, tại vì đang chỉ thế này cũng tạo ra nền tảng một này, tiền lớn lên này, nền tảng hai này và bắt đầu cũng xuất hiện tích cung này, nên kỳ vọng ngày mai nó sẽ tiếp tục nhịp nổ để có thể là quay về lắp cái gap trên đây này đó, ít nhất nó sẽ quay về lắp trên đây là quanh giá đó khoảng 23 24 gì đó, tại vì nó cũng có những câu chuyện riêng đúng không ạ? Nên đối với mặt phía này kỳ vọng là sẽ lên được vùng giá 24, nên những cái này chúng ta chấp nhận rủi ro thì có thể lấy vị thế thăm dò. Chúng ta đặt stop loss quanh giá đó khoảng là 20.5 gì đó đó, nên kỳ vọng được đối với VPBank dòng tiền nó phân hóa trong trong dòng luôn, chứ không phải là nó phân hóa giữa các dòng với nhau nữa. Nên vì thế này có những mã phiếu tăng, có những mã phiếu mua được, vẫn có những mã phiếu không mua được trong cùng một dòng của đó đúng không ạ? Nên đối với dòng ngân hàng thì chỉ có BID là đẹp này, VPBank là hai mã cổ phiếu có thể là ưu tiên đối với dòng ngân hàng đó, còn những mã cổ phiếu ngân hàng khác thì canh chốt lại. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng gì nữa à, dầu khí đi. Dầu khí thì có nhiều người tôi nói là Island Reversal đúng không ạ? Ở đây chị thấy này, đây là cái vùng hòn đảo cô đơn này, nhưng bật tăng lên ở trên đây là cái cản khá là mạnh đấy. Anh chị thấy ở đây tại vì sao nó tăng lên, nó quay về đây, để thực chất ở đây nó mở gấp đao này đúng không ạ? Quay giá 21.42 này nó mở gấp đao thì quay lên nó retest gap là bình thường. Nên đối với những cái trạng thái này này, nhà tôi mình có lại canh chốt đi. Về đánh giá đối với con BVD đánh sẽ giống như kiểu nào? Ví dụ ở đây chị thấy đi. Ở đây còn một mô hình này, một đến hai đỉnh nó rơi về hỗ trợ thì sao, nó cũng sẽ có nhịp bật tăng lên, và anh chị thấy cũng bật tăng lên, nó gặp lại đâu, nó gặp lại vùng gì à? Nó lặp lại đúng vùng gấp trước này, là chị thấy đây có phải gấp trước của nó không, đây là gấp trước của nó này, nó lắp lại hết gấp xong nó bắt đầu điều chỉnh đó mà, nên vùng này chị thấy rõ ràng là nó tăng lên, nó lắp hết gấp thì chúng ta sẽ canh, chúng ta bán nó hợp lý hơn so với chúng ta canh mua, tại vì vùng trên đây là cái vùng cung khá là nhiều này đó. Còn đối với mã phiếu này muốn vào chu kỳ lớn thì em đánh giá nó phải cần có một nhịp độ đủ lớn, nhịp độ đủ lớn của nó thì ít nhất cũng phải về giá khoảng 10-18 dưới đây này đó, 17-18 nó sẽ vào một cái pha gọi là BU của nó thì chúng ta sẽ tham gia. Còn đây nó chưa đầy đủ những cái trạng thái cân bằng, nó chưa có xuất hiện dòng tiền vào thì đây cũng không phải điểm mua, và ở đây chủ yếu là do sự hưng phấn của mơ mua vào thôi, thực chất chốt lại hợp lý hơn so với việc chúng ta mua đối với BVD. BVC nó cũng tương tự như vậy thôi đó mà, nó cũng quay về để có thể retest lại cản trước của nó, nhìn chung ở đây cũng không phải điểm mua.
mặc dù nó tăng lên nhưng chị thấy là kháng cự gần là cái kháng cự mạnh đúng không ạ, cứ kháng cự mà gần là những cái kháng cự khá là mạnh đấy, nên nó rất khó để tăng hơn so với những cái vùng kháng cự xa, nên đối với những vùng này thì chúng ta cũng không nên mua mới đó mà cổ phiếu như con BBC. Ví dụ anh chị thấy ở đây đi, nó bùng nổ lên này, nó gặp lại kháng cự gần nó này, kháng cự sát bên đây thì mình cũng bắt đầu lập tức bị bán liền đúng không ạ, nó bán ngược lại liền, nên đối với những cái vùng kháng cự gần này không phải điểm mua, mặc dù nó tăng điểm con của nó vào cũng tương đối đạt đúng không ạ, nhưng đây đâu phải là cái điểm mua chính đâu. BVS nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ, ở đây nó mở gấp gì, ở đây nó mở gấp gọi là gấp đao thì nó quay về lấp lại gấp đao bình thường này đó, nên những cái mã phiếu như dầu khí thì canh chốt lại hợp lý hơn so với chúng ta mua mới đó. Tiếp tục là đi qua dòng gì ạ, đi qua một vài mã cổ phiếu của dòng khu công nghiệp đi, như là KBC đi. KBC thì em chỉ thấy là đạt tăng khá là mạnh mẽ này, thì nó cũng đang quay về đâu ạ, nó đang quay lại gấp cái gấp đao nó này, nên chị thấy những mã phiếu mở gấp đao đang có xuống quay về lắp gấp đao đúng không ạ, đây đó vùng giá 26.7 gì đó, nhưng mà quay về lắp gấp đao chúng ta sẽ canh bán, phải là giúp chúng ta canh mua đó, nên nhà đầu tư nào mình có thì cứ canh lên vùng gấp đao mình bán đó, còn điểm mua mới chắc ở đây nó chưa điểm mua mới, hoặc là tích lũy là về phim ta thể ra canh ngắn được. IDC sao, IDC cũng gặp lại cản này nên cũng chưa điểm mua này. SJC thì cũng tương tự như vậy này đó, nên SJC cũng chờ đợi cân bằng thêm, hay là con VGC sao, VGC cũng có những trạng thái cân bằng tích lũy lại thêm, nên nhìn chung cứ quan sát thêm một vài phiên, ở đây cũng mở cái up này nên chưa có những trạng thái vào 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 để dân ăn được để đánh T cộng được, nên chung ấy những cái phiên phía sau thì chúng ta khả năng sẽ cân bằng trở lại, nhưng những mã phiếu nào tích lũy vùng đáy thì khả năng vẫn có thể đi lên, như dòng phân bón hay là những cái mã cổ phiếu của dòng thủy sản đúng không ạ, ngoài ra có thêm một vài mã cổ phiếu của dòng lợn như Dabaco này hôm nay cũng tích cực khá là đẹp này đúng không ạ đó, hay là chị thấy AG này đúng không ạ, những mã phiếu chưa tăng thì vẫn có thể là quay lên để retest những cái vùng quay gấp đao nó này, những vùng này gấp đao vẫn chưa lắp lại này đó, nên những mã phiếu mà từ kênh dưới nó phục hồi lên thì vẫn có thể tăng được, thì những mã phiếu này chúng ta thể chú ý đằng sau chúng ta đánh ngắn tích cộng, vì mã phiếu nào tăng rồi thì cho tích lũy trở lại, thì đó là cái trạng thái của Bonnie trong thời gian sắp tới, khả năng sẽ tích lũy lại khá là cao và phân hóa dòng tiền tiếp, dòng tiền cũng sẽ luân chuyển liên tục, nên quan trọng là chiến lược như thế nào là hợp lý. Còn đối với em thì bây giờ nó vẫn chưa phải là cơ hội lớn đúng mà, nó cũng chỉ là những nhịp hồi ngắn, nếu mà ở đây nó tích lũy được và nó vượt khỏi vùng giá 1.100 chúng ta sẽ tham gia đâu khoảng là gia tăng thêm, nhưng mà nhìn chung ở đây đối với em thì thị trường ta chỉ đánh phù hợp việc gọi là đánh thị trường nhỏ thôi, chứ đánh thị trường lớn chưa được, thì chúng ta cũng đã tăng 10 phiên rồi, nên đối với những cái khả năng là kéo tiếp thì nó cũng sẽ rất là khó, tăng 10 phiên sẽ tích lũy trở lại hoặc là điều chỉnh nhẹ thôi đúng không ạ đó, nên đối với em thì chiến lược sắp tới chỉ đánh ngắn thôi chứ chưa thể đánh dài được, và chọn những mã phiếu nào tại nền để đánh thôi. Thì đó là những cái gì mình truyền tải trong video ngày hôm nay, thì cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe và ủng hộ kênh, còn chị đầu tư còn thắc mắc gì có thể là comment những video để em hỗ trợ nhà đầu tư một cách tốt nhất.